Xin chào các bạn, tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn. Website của tôi là hoangngocson.com. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một trong những cái mô hình rất là hiệu quả nữa. Trong bài học tiếp theo này, chúng ta cùng làm quen với mô hình này gọi là mô hình Shooting Star. Thì mô hình này cũng xuất hiện ở cuối một cái chu kỳ tăng giá. Thì nó gồm là một cái cây nến. Cây nến này thì nó có cái thân nến nhỏ, bóng nến dài gấp đôi lần thân hoặc dài hơn. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng cái bóng nến nó quay ra bên ngoài. Nghĩa là sau một giai đoạn tăng giá xuất hiện cái nến này, bóng nến quay bên ngoài và đồng thời sau đó là một dấu hiệu để nó đảo chiều. Để hiểu rõ hơn cái mô hình này thì chúng ta xem cái đồ thị cụ thể cho chúng ta thấy. Đó, chúng ta lưu ý ha, giá đang giai đoạn tăng. Giai đoạn tăng trong một chu kỳ tăng. Đó, thì chúng ta thấy rằng là nó giá nó tăng lên thì xuất hiện một cái nến. Cái nến này nó có thân nến đây, bóng nến nó dài khoảng gấp đôi lần thân. Như vậy thì cây này là cây xác nhận. Nếu cây này là cây giảm thì chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh bán xuống. Rồi, tuyệt vời. Như vậy thì cây này là cây xác nhận đã giảm, như vậy thì xu hướng tăng coi như đã chấm dứt và chúng ta thực hiện cái lệnh bán ra ở cây nến này. Đó là một trong những cái dấu hiệu rất là đơn giản và rất là hiệu quả. Bạn hãy áp dụng ngay, thực hiện ngay sau khi các bạn đã xem được video này. Coi như là chúng ta đã có một bộ 10 cái mô hình nến siêu nến rất là hiệu quả, giúp cho các bạn có thể kiếm được lợi nhuận ngay trong những ngày đầu các bạn mới tìm hiểu và tham gia với thị trường này. Và đặc biệt chúng tôi có những các khóa học, có những câu lạc bộ cùng chơi, và các bạn có thể đăng ký tham gia để cùng chơi với chúng tôi từ sáng cho đến chiều, cùng kiếm lợi nhuận, cùng chinh phục thị trường. Một lần nữa mời bạn ghé thăm website của tôi là hoangngocson.com để các bạn có thể nhận được những món quà bất ngờ, giúp cho cái kỹ năng giao dịch của các bạn hiệu quả hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.